lãnh đạo đội cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh vụ 5 cô gái đi trên một chiếc xe máy để có cơ sở xử lý vi phạm. Trước đó trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái đội nón bảo hiểm chở theo 4 cô gái khác đi trên một chiếc xe máy. Chiếc xe kẹp 5 chỉ có người lái đội nón bảo hiểm. Theo video, xe lưu thông trên các tuyến đường Trường Chinh, Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Buôn Ma Thuột rồi dừng lại ở một quán bar gần đó. Clip do một trong 5 cô gái trên xe tự quay cho thấy những người này đang đùa giỡn nhau khi đi trên xe. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh để xử lý nếu có nhằm răn đe ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc.